chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Quán Bốn Mùa. Kính thưa tất cả quý vị, trong dân gian từ xưa đến nay người ta quan niệm rằng ăn thịt rùa sẽ giúp cho chúng ta trẻ khỏe, sống lâu, sống thọ. Chính vì thế mà hôm nay Quế Trân xin mời quý vị hãy cùng đến thăm Quán Bốn Mùa, bởi vì quán có tiếp đãi một số vị khách rất đặc biệt. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến thăm Quán Bốn Mùa nhé. Sợ nhà ai đó? Đây không có trùm sò, có chủ quán Bốn Mùa thôi. Không trùm sò thì cũng là trùm hào. Em mời qua đây sớm hả? Uống nước lã đi, chưa có món về, tụi nó mới đi chợ về à. Đó, thấy không? Nói cái giọng móc không vậy đó, hay tôi ghét, tôi quê, tôi giận, tôi về luôn. Thôi, nói vậy thôi, vô đây tôi pha cho ly cà phê uống cha. Trời ơi. Biết cái tánh nó hay giận hờn mà cứ nó nói hôm nay tôi có cái chuyện vui. Chuyện vui hả? Tính đi qua đây để mà nói cho mấy người nghe, hiểu không? Chuyện để vui. Mày chia sẻ được cái trời. Chuyện vui là chuyện gì, nói tôi nghe coi. À, cái chuyện như thế này nè. À, đó. Có tên chữ ở đây không á? Không có, chỉ có có trùm, không? Có trùm sò thôi à. Không không, khi kiếm tên chữ, có tên chữ ở đây không anh chủ? Tư Chảnh nè. Ủa, là Tư Chảnh á. Tư Chảnh tên chữ ha. Ê, dẫu ơi, dẫu nha. Dẫu cái gì, làm như má tôi vậy à. Tự nhiên vô đổi tên người ta. Không có. Đổi tên không có cúng chè, cúng xôi vậy cũng đổi nữa. Tại ta thương người ta mới vậy bộ. Nghe bà con lối xóm người ta đồn quá trời kìa. Đồn gì? Đồn nghe nói anh Tư Chảnh mới thỉnh được cái gì linh lắm, thấy không? Đúng không? Ê, cái gì nói cho tôi nghe coi. Để tôi nói cho hai người nghe. Cái số là tôi mới vừa thỉnh được cái lá bùa gọi là tiên đồng giáng thế. Hả? Tiên đồng giáng thế đó. Tiên đồng giáng thế. Ừ. Cái chuyện đó làm sao, kể kỹ nghe coi. Đây nè, đây để tôi cho coi. Tôi biết thế nào hai người cũng thắc mắc nè. Đây không, thấy không? Đây cái lá bùa nè, đây tiên đồng giáng thế. Đây, cái câu chuyện của nó là như thế này nè. Bà là quý chủ cần gì? Dạ thưa với thầy Bảy, hôm nay mục đích con lặn lội đường xa xôi, con đến đây cũng thưa với thầy Bảy là tuổi của con năm nay cũng ngót nghét gần 70. Mà trời thương cho con có vợ ba mấy. Dạ. Người xưa họ có câu gì nè? Có câu gì sẽ thưa thầy? Vợ già chồng trẻ là tiên. Dạ đúng rồi. Chồng già vợ trẻ là nên duyên con thằng lằn. Nên duyên con thằng lằn là... Dạ con không hiểu. Con thằng lằn á, người ta thường nói là thằng lằn. Dạ. Nhưng có người gọi là con thạch sùng. Dạ. Ví dụ với số tuổi của thí chủ là 70. Dạ. Mà nhìn vợ có 30 mưng mởn vậy á. Dạ. Thì chỉ có như con thạch sùng là chắc lưỡi. Trời ơi thầy Bảy hay quá. Đúng rồi đó, thầy Bảy chính vì ở cái chỗ chắc lưỡi đó. À, mà con đến đây con gặp thầy. À, dạ xin thầy thương con, có cách nào cứu con, giúp giùm con để cho con đừng chắc lưỡi nữa không thầy Bảy? Dạ. Bây giờ ý của thí chủ là muốn gì? Dạ thưa với thầy Bảy, cái mục đích của con tới đây là bây giờ làm sao cho cái lưỡi con nó đừng chắc nữa. À, đó là cũng là cái quan trọng. Rồi được rồi. Cái thứ hai đó là sau khi mà bà trước của con bà khuất núi rồi đó, để lại cho con ba hang dịch trời. À, mà bây giờ con lại khoái thèm cu tí. Bởi vì ba hang dịch trời nhìn hoài chán. Khoái cu tí đây đó, nó gái rồi chứ. Hiểu rồi, ba dịch trời thì khoái con dịch đực chứ gì. được thôi, đợi chút. Ông bà la, ông bà la, a ba lum, ông qua đây, làm lại. Ông bà la, a ba lum. Ông bà la, ông bà la, a ba lum. Ông bà la, ông bà la, a ba lum. Ông bà la. Ông bà la, ông bà la, a ba lum. Ông bà la, ông bà la, a ba lum. Ông bà la, a ba lum, ông bà la. À dạ, vô rồi. Có thổi gì đâu không thầy? Không thổi. Dạ. Dạ, thưa thầy, bây giờ con phải làm sao? Đây là bùa. Dạ, bùa người ta gọi là tiên đồng giáng thế. Dạ, tiên đồng giáng thế. Có nghĩa là thí chủ chỉ cần đeo lên người 100 ngày là sẽ đẻ ra một thằng cu tí như ý muốn. Vậy là có nghĩa là con đeo cái này 100 ngày. Ừ. Chắc chắn rằng
sẽ có thằng cu tí. Đúng rồi. Tiên đồng giáng thế. Đúng rồi. Nhưng mà trước khi á, muốn hiệu nghiệm á, dạ, phải có phải là vợ thí chủ 30 tuổi không? Dạ ba mấy. Vậy thì thí chủ có thể dẫn ta về nhà thí chủ không? Dạ được chứ. Để dạ, ta làm bùa, ta làm bùa cho vợ của thí chủ. Lúc đó vợ thí chủ mới mau mắn mà đẻ được thằng con cu tí. Dạ quá hợp lý rồi. Dạ dạ con cung thỉnh thầy về nhà để mà hút thuốc dùng cho con vợ con. Rồi 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 rồi. Dạ. Thí chủ đi trước, ta bén gót theo sau. Dạ đi thí chủ. Dạ, dạ. Umbala, á ba lum. Umbala. Đó, câu chuyện nó là như vậy đó. Trời, đúng 100 ngày sau là kể như tôi có tiên đồng giáng thế. Hay quá. Quá, cái này quá hay luôn anh Tư. Anh Tư không ấy, Tư cho em mượn 50 ngày thôi. 50 ngày về em thử thôi anh Tư. Nha. Thôi không được à. Sao không được? Trời ơi, cho anh mượn 50 ngày rồi về rồi mấy mốt rồi tôi không đẻ con trai rồi tôi đẻ thêm đứa con gái nữa hả? Thôi mà anh thông cảm cho em mượn đi mà em năn nỉ anh mà mình chồm sớm nhau không mà. Với em nói thiệt chứ anh Tư với anh Tài ở đây chứ cái vụ đó em yếu lắm. Mà mẹ, em đâu dám tâm sự dùm ai, nhiều khi tối nằm buồn em khóc một mình không á. Thiệt, tức mà khóc luôn á. Cho em mượn đi. Thôi đừng nói tôi động lòng à. Không, cho em mượn đi. Thôi mà không được đâu à. Thầy bùa này nói là cái này đó là tôi có duyên lắm mà ổng mới đưa cho tôi. Tại vì lá bùa này chỉ có một mà không có hai. Thôi cho em năn nỉ mà thiệt. Thôi, nghe tôi nói nè. Bùa này là miếng giấy lộn mà vẽ qua vẽ lợi vậy mà ổng cũng tin. Chưa chắc cái bùa này bằng bủ bối của tôi à. Ủa phải không Hoàng An? Ủa bủ bối anh là gì? Chờ chút xíu. Vô tôi bưng ra là hai hết hồn. Bủ bối vô bưng ra. Cha này nãu giờ cha nói tôi không có tin được cái gì đâu á. Thôi giờ em tin anh trước có gì em cho mượn đi. Không được. Em lấy bủ bối anh thử. Ai thông cảm đi chỗ bạn bè. Đây. Dồn vô cái vỏ này là hết hồn liền. Gì vậy? What? Gì vậy? Hết hồn. Không đem đùa ra làm chi vậy? Con rùa không à? À, cái mai. Rùa. Thần kim quy á. Đâu đây, tôi coi. Thần kim quy đâu mà thần kim quy. Nó đâu có ngậm cây kiếm đâu. Nữa. Ông thọt vô, ông kiểm tra cây kiếm nó cắn ông. Trời gầm không nhả. Để cho tôi rờ. Rờ cái mai. Nữa à, giỡn hoài à. Mình anh Tài thì không mang rùa đó. Là làm gì mà nó bủ bối. Nói, bủ bối của tôi là tôi chấp luôn cái miếng bùa đó. Cái bủ bối này là số 1, cái bùa đó chưa chắc số mấy à. Nó hơn lá bùa này luôn. Chứ sao? Đâu làm sao mà tôi không hiểu. Tôi cứ đâu cái ý là ý làm sao đâu. Nó nói cho tôi nghe coi. Tất nhiên là cái con rùa này tôi chế biến thành một cái món ăn. Mà món ăn nó bổ. Nó bổ tới, bổ lui, bổ xuôi, bổ ngược, bổ mà còn hơn cái đó rồi kết quả sẽ như ý. Vậy mình cầm rùa này mình chôn dưới gầm giường. Chôn dưới gầm giường cái mình vợ chồng mình ngủ ở trên cái là nó hiệu nghiệm hả? Hiệu nghiệm gì? Hay là mình ăn sống đó. Ăn sống hả? Ăn sống. Nó có cái mai ông ăn hay ông cạp cái hàm răng ông rụng luôn á. Lúc đó mà ông không đủ tư cách gì mà để ông hôn vợ ông hết trơn. Chứ sao mà có thần dược được? Trời đất ơi, nó chế biến. Chế biến sao? Nó làm bằng cách nào đâu anh có nói. À, rùa rang muối. Quá. Rùi rang múa gì vậy? Rùa rang muối. Ờ. Anh làm cho em ăn liền đi. Nếu mà nó hiệu nghiệm ha, em đẻ được tiên đồng, bao nhiêu tiền em cũng đưa cho anh Tài hết. Mà nghe nói Tư Chảnh này á, là ông có lá bùa này, ông nói ông đẻ ra tiên đồng là trong 100 ngày là ông đẻ. Giờ anh đang giúp em 99 ngày thôi, hơn trả ngày thôi, chứ để trả chảnh em ghét. 100 ngày mà có tiên đồng là nói sai, mà 99 ngày có tiên đồng cũng tầm 7. Chơi nhiều lận. Từ tạo thiên lập địa, ông trời ông sinh cho con người, nếu mà muốn có tiên đồng là phải là 9 tháng 10 ngày. 9 tháng 10 ngày. Ê, vậy má tôi đó đẻ tôi 11 tháng 22 ngày, chắc tôi có má tôi có giữa trâu hả? Tôi hồi đó đẻ má tôi đẻ đâu. Bây giờ em ăn của anh. Chỉ 9 tháng 10 ngày em có tiên đồng là em chấp nhận anh, em thua anh gì em cũng thua hết. Thôi, nhưng mà tôi nói nè, cái gì cái đây mấy người chống mắt mà xem. Hả? Chắc chắn 100 ngày tôi sẽ có tiên đồng. Hiền ơi, 20 ngày ăn rùa chứ buồn. Cái gì vậy chú? Con chào chú. Chào dạ. Con. Chú đi đây có chuyện gì không? Qua kiếm anh Tài. Dạ, ông chủ của con á với anh Tùng á đi công chuyện rồi. Ủa, cái chú đây. Ơi. Gì? Chú, cái gì? Sao vậy chú? Sao? Chú ơi, lần trước con gặp chú á, con thấy người của chú á rất là khỏe mạnh, dẻo dai, xung độ. Vậy mà tại sao dạo này chú ốm yếu quá vậy? Lần trước chú còn nổ như pháo nữa, tại sao bữa nay bị tiệt ngòi vậy? Chắc hết đạn rồi. Tại sao vậy chú? Hết đạn, hết nổ nổi. Con không hiểu. Còn cái gì nữa, vụ nào không hiểu? Vụ ca, vụ tiên đồng giáng thế đó. Là sao?
Thì tao với cha Tài, cá với Tư Chảnh, coi ai ra tiên đồng gián thuế trước. Dạ. Cha Tư Chảnh thì có bùa của cha Bảy Trù. Đó, hai người cá nhau. Cái bây giờ tao thì ăn rùa rang muối của cha Tài làm. Dạ. Ăn rùa rang muối xong, trời ơi, rồi kết quả sao chú? Vợ tao có bầu 1 tháng. Ồ, mừng quá. Mừng quá, vậy là mừng cho bà thím nha, mừng cho chú nha. Có gì đâu khóc. Nhưng mà, mừng quá không? Nhưng mà vợ của Tư Chảnh có bầu 3 tháng. Hả? Sáng đi chợ thấy cái bụng lúp xúp nó bự hơn cái bụng vợ tao, làm sao tao không buồn được. Kỳ này Tư Chảnh còn chảnh hơn lúc trước nữa con ơi. Trời ơi, làm sao nó sống nổi hết nỗi đời này. Thôi bình tĩnh, đừng khóc nữa mà. Bác Tư đừng khóc nữa, bác Tư. Cho tôi xỉu đi. Ngồi. Vợ có bầu 3 tháng mừng chọc quê tôi hả? Làm sao tôi sống nữa. Chú ơi, cái râu nó nặng quá là nói không được phải không? Nói rõ cho ta nghe. Bảy Trù. Bảy Trù sao? Chảnh Trù tôi. Trù anh vậy? Mà ta bùa cho anh mà. Trù chú gì cho bùa chú mà trù cái gì? Bùa cầm tay nè. Nó ẩm vợ tôi nè. Còn sao ẩm vợ của anh? Sao? Trời, vợ bác bắt ẩm sao? Vợ bác mà ta ẩm là sao lại lùng sủng vậy? Tôi nói không được. Bình tĩnh, giận quá nó bị liếu lưỡi, bình tĩnh miệng quá, bây giờ tới lúc xài mà chính thức không xài được này. Bình tĩnh nói chuyện sao, nguyên nhân sao? Tôi bình tĩnh lại, tôi nghe lời Bảy Trù. Ừ, nó làm bùa cho tôi. Ừ, để rồi đó là 100 ngày có cái thằng là tiên đồng giáng thế. Tiên đồng rồi nó mới nói ngon ngon thôi. Nó về để mà nó làm bùa làm phép cho cái vợ tôi. Làm bùa làm phép cái gì? Thấy có bầu mà. Sao? Cái gì vậy? Bà có bầu. 3 tháng. Đúng rồi. Làm phép hay quá mà. Không phải đâu. Chị hiểu rồi. Bà có bầu 3 tháng. Nhưng mà ông này thêm tay thêm chân thôi, chứ thật sự quà quả là nuôi tu hú. Ủa làm sao anh Tư? Đúng không? Là cái bầu đó của ai? Nó có Bảy Trù. Trời! Nó làm bùa mà nó hôn vợ ra luôn. Cái bầu đó có Bảy Trù 3 tháng. Chứ tôi 60 tuổi rồi, tôi cứ làm ăn được cái mẹ vậy là tự nhiên có bầu. Trời ơi, quá là tức. Nó đưa tôi cái bùa này, tôi về, tôi giỡn ra coi. Nó viết có mấy chữ à? Chữ gì vậy bác? Đây, nó vẽ vô mấy chữ. Nó vẽ hình mà, nó vẽ chữ hả? Xin lỗi bạn, vì mình đã lấy vợ bạn. Ôi trời ơi! Quá đáng cha chả! Trời ơi, từ ngày qua như xét đánh ngang tay. Trời ơi! Nghe lời mê tín dị đoan nè. Các chú ơi! Bác Tư, con với bác không để yên chuyện này đâu. Đúng rồi. Con sẽ bôi cho trái cấu. Đúng. Con sẽ cạo đầu chiếc vào hào. Ừ. Thậm chí con quánh lên bờ. Ôi giặc. Sao con đau. Để cho thân thể mày toàn vẹn để mày còn nấu bếp cho tao nữa. Dạ. Con quánh lên. Giặc mình giặc mày luôn đó bác. Quánh lên giùm con đi. Con đừng quá bức nút. Bức xúc. Dạ. Chú già cả gì làm sao đánh lại nó. Đúng rồi, ổng. Bởi vì cho nên thôi cái này tôi nói ông nghe, đây cũng là bài học phải không? Bài học cho ông thôi. Bây giờ ông làm gì mà tôi này cũng yếu mà ông phải không? Trời ơi, ông nghe lời nó làm chi mà bây giờ nó để lại cái bức tâm thơ này đập muốn học máu. Đó, đây là kết quả này. Mỹ mãn. Đời thật diệt thật. Chỉ có con rùa thôi. Rùa rang muối. Mà tôi báo cho ông biết nha, tối ngủ ha. Thằng nhỏ nó cụt kìa bên đây rồi đó, ổng mừng lắm. Nói con sáng mà cụt kìa đó. Vậy thì bây giờ phải làm cho tôi liền 2 con rùa rang muối để... Ủa rồi tôi có con với ai? Thì đó, cái điều quan trọng là chú phải tìm mua lá bùa 9 tháng 10 ngày tiên đồng thì mới có tiên đồng thiệt được chú Tư Chảnh ơi. Ai vậy, mấy ngày này ông Tài đẻ giùm tôi đi. Rồi, bậy bạ. Trong chương trình ngày hôm nay, Quế Trân xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tái ngộ với lại thạc sĩ, bác sĩ Đào Thị Yến Phi, giảng viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Lương Y Nguyễn Công Đức, giảng viên Đại học Y Dược khoa Y học cổ truyền để bàn một chút về món rùa rang muối nhé. Thưa bác và thưa chị, sau khi xem cái tiểu phẩm hài vừa rồi thì Quế Trân thấy rằng nhờ ăn cái món rùa rang muối đó mà anh Tám Nổ ảnh mới coi như là có con được.
Hay chết. Thật sự đó chỉ là một cái sự ngẫu nhiên thôi. Chứ còn thịt rùa không có tác dụng làm gia tăng tráng dương như là trong dân gian vẫn thường nghĩ đâu. Thực chất thì cái loại mà thức ăn mà có tác dụng tráng dương đa số là các cái loại hải sản, nhất nhiều nhất là con hàu, hoặc là các cái loại sò lông, sò huyết vân vân. Chứ còn dân gian mà nói thịt rùa tráng dương là không đúng đâu ạ. Đúng hả chị? Vậy mà em cứ nghe người ta nói là ăn thịt rùa thì giúp cho mình trẻ khỏe nè, sống lâu, sống thọ nè. Mà còn đàn ông á, mà ăn thì có thể chữa được cái bệnh khó nói của đàn ông. Chắc là người ta nghĩ như vậy bởi vì bản thân con rùa là một cái sinh vật sống rất là lâu. Có nhiều con rùa sống tới 400-500 năm lận, cho nên người ta nghĩ là ăn thịt rùa thì cũng sống lâu như rùa. Trong khi đó thực chất á, thì cái thành phần dinh dưỡng của thịt rùa thì nó cũng bao gồm các cái thành phần giống như các cái loại thịt khác thôi, chứ nó cũng không có khác gì hết. Đó là chưa kể thực sự ra mà nói thì thịt rùa không tốt bằng nhiều loại thịt khác, nhất là các cái loại thịt trắng như là thịt gà, thịt vịt, cá vân vân. Bởi vì thành phần thịt rùa cái hàm lượng cholesterol rất là cao, nó sẽ hoàn toàn không tốt cho những cái người bị tiểu đường, cao huyết áp, những người thừa cân béo phì, những người bị rối loạn chuyển hóa lipid chẳng hạn. Và ngoài ra thì thịt rùa nó có một cái đặc điểm là cái protein của nó rất là lạ so với cơ thể mình. Do đó ăn thịt rùa thì cái nguy cơ bị dị ứng cao hơn. Những cái người bị dị ứng đã dị ứng với thịt rùa đã đành, còn những cái người mà bình thường cơ địa họ không dị ứng á, chỉ cần một cái bữa hệ tiêu hóa của họ hoạt động kém hơn một tí, protein không được tiêu hóa kỹ là cũng có thể bị gây dị ứng ngay. Cho nên đối với thịt rùa thì các nhà dinh dưỡng khuyên là chúng ta ăn như là một cái thứ đổi món cho biết thôi, chứ còn không nên sử dụng làm một cái loại thịt thông thường đâu. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ thưa bác, còn về mặt đông y thì không biết là thịt rùa có công dụng gì không bác? Cảm ơn. Đứng về đông y thì thực ra nói tới rùa thì không ai nói tới ăn thịt. Nhưng mà trong những cái con rùa mà tôi kể sau đây thì chỉ có một con rùa được ăn thịt thôi, tức là thịt nó tương đối là đúng, là con rùa đầu to. Cái rùa mà nó như những con rùa khác nhưng mà cái đầu nó to hơn thì bộ phận dùng nó lại là thịt. Rồi có con rùa nó ở núi thì tao là rùa núi. Rồi nó ở biển thì gọi là rùa biển. Rồi ở sông, ở ao hồ thì nó là rùa bình thường ha, như ở đồng bằng sông Cửu Long của mình là ở đâu cũng có rùa. Tuy nhiên thực sự về mặt đông y người ta không có ca ngợi cái thịt rùa đâu, mà người ta bộ phận dùng nó lại là cái yếm ở dưới cái con rùa. Yếm rùa. Yếm rùa. Thì tên thuốc của nó gọi là quy bản. Tức là mình sử dụng cái yếm rùa. Mà yếm rùa thì có cái tác dụng là chữa được bệnh gì thưa bác? Cảm ơn. Có hai cách bào chế để sử dụng. Một là người ta nó cho rằng nếu mà đập con rùa cho chết đi rồi lấy cái yếm á, thì nó tốt hơn. Hơn là để rùa sống rồi mình lấy. Người ta luộc con rùa lên rồi lại lấy cái yếm thì nó lại không bằng. Thì cái yếm rùa gọi là quy bản á, thì thực sự trong đông y á, rất là một cái cách là đập bể nó ra, rồi từng miếng nhỏ nhỏ rồi rang vàng với cám, rồi sau đó là nấu nước nấu uống hàng ngày. Nhưng mà làm như vậy thì cái hoạt chất nó cũng không có ra nhiều, bằng cách là người ta nấu cao ha, nấu cao thì thành phần mà sau khi cái cao là cao động vật á, rồi nó ra là tinh chất. Thực ra thì trong đó thành phần ta thấy có một ít chất keo rồi canxi, mà nó sở dĩ nói nó tốt là vì cái lượng axit amin của nó tương đối cao. Tức là khi mình dùng thì nó hấp thu ngay, nhưng mà cái đối tượng dùng nó là phải kén chọn. Có nghĩa là nó trong đông y thì cho là tính mát, do vì mát cho nên nó lại bổ âm thôi. Bổ âm trong những trường hợp nào? Tức là bổ thận âm hư. Âm hư nghĩa là sao? Thí dụ như là một người là khô khát, nóng trong xương, rồi bức rứt, đi cầu bón, đi tiểu vàng thì ta gọi là âm hư. Hay nói cách khác, nếu mình nói nước với lửa thì rõ ràng là phần này nước nó thiếu đi. Như vậy thì cái phép bổ là thêm nước vào. Như vậy thì cái yếm rùa tức là quy bản nó bổ âm, có nghĩa là nó bổ cái phần mà như tôi vừa kể. Như vậy thì cái cấm kỵ của nó rất là rõ ràng. Những người nào mà tỳ vị hư hàn theo đông y, có nghĩa là hay đi cầu lỏng, rồi lạnh, sợ lạnh, nhất là mấy ông bây giờ là hay béo bẹo rồi coi như tỳ hư rồi. Cảm ơn bác Đức và chị Vi rất là nhiều. Vì qua cuộc trò chuyện hôm nay thì chắc hẳn là quý ông mà xem được và nghe được á, thì sẽ coi như là không có giết rùa để mà ăn thịt nữa. Bởi vì dù sao rùa cũng là thuộc dạng động vật quý hiếm, và thịt rùa thì cũng không tốt gì mấy bằng những cái loại thịt khác, đúng không thưa chị? Cảm ơn bác và chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Quý vị khán giả thân mến,
Xem hết chương trình Quán Bốn Mùa thì chúng ta mới tiếp cận được với những thông tin hết sức là bổ ích. Bên cạnh những tiểu phẩm hài vui nhộn thì chúng ta cũng đã có thêm, tích lũy thêm những kiến thức thật sự bổ ích trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày qua những món ăn. Và qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng thịt rùa quả thật là không tốt. Chúng ta sẽ có những cái nhìn nhận khác hơn về thịt rùa. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ thì Quế Trân phải nói lời tạm biệt với quý vị rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.